Tầm quan trọng của người giáo dân trong giáo hội chính là trọng tâm của buổi yết kiến giữa lãnh đạo của các hội đoàn giáo dân và Đức Giáo hoàng Francisco. Trong số những người tham dự, có người đồng sáng lập tổ chức Con đường Tân Dự Tòng, Kiko Aquino, người sáng lập cộng đồng thánh Egidio Andrea Riccardi cũng có mặt, cũng như bà Maria Voce, chủ tịch của phong trào Focolare. Mọi người cùng suy nghĩ về cách thức tốt nhất để truyền giáo trong các đô thị lớn, nơi mà các giá trị Kitô giáo thường mâu thuẫn với các văn hóa phổ biến. Il contesto urbano ha un forte impatto sulla mentalità, la cultura, gli stili di vita, le relazioni interpersonali, la religiosità delle persone. Đức Giáo hoàng cũng lên án tình trạng tách biệt xã hội mà con người thường phải đối mặt trong các đô thị lớn. Le città presentano grandi opportunità e grandi rischi. Possono essere magnifici spazi di libertà e di realizzazione umana, ma anche terribili spazi di disumanizzazione e di infelicità. Sembra che insieme ai cittadini esistano anche i non cittadini, persone invisibili, povere di mezzi e di calore umano. Đức Giáo hoàng còn nói rằng để vượt qua sự thế tục hóa và tách biệt xã hội, những người giáo dân phải nhận được nền tảng giáo lý đầy đủ. Ngài nói rằng họ được mời gọi nắm giữ vai trò chủ chốt trong giáo hội, đặc biệt là khi các giáo dân sống với đức tin của họ một cách liên lỉ và công khai, tác động về mặt xã hội mang lại là không thể đo lường.